thế thì con muốn như thầy chỉ kỹ kỹ chỗ khó để cho thầy con biết. Ý của cô hỏi là trong 100 người nhiều tiền thì chỉ có 5 người được về một giới thôi, thì tỷ lệ đó quá thấp, thì xin thầy chỉ cho cái con khó đó để mà cho lên một con số lên một chút, chứ đừng số 5 là đắt quá. Cái quan nó không thích về một giới. Bây giờ cái này tặng mình không về, chứ nó rất dễ, về một giới rất dễ, mà tặng không về. Tại mình bỏ thì bỏ, thứ nhất là bỏ tất cả, thứ hai là buông thì mình về. Còn bây giờ đó người ta chỉ cái này là Đức Phật ổng còn bó tay cái chuyện này nè, bởi vì thế giới này gọi là thế giới nhân quả vật lý luân hồi, người ta sống ở đây thì ta sống 16 thứ tánh người, mà ai cũng để gì cái tưởng và tham nó mạnh nhất. Bỏ cái tưởng người ta buông ngay cái này về Phật giới đi. Còn giờ cũng tạo công đức dễ ở, đâu phải khó như ngày xưa. Bây giờ cái quyển, tất cả những quyển sách mình viết ra, mình có tiền mua cho người ta mượn, không có thì lên chùa xin cho người ta mượn, mình có công. Thì 5 người, 3 người biết là mình về được rồi, nhưng mà mình không muốn về đâu. Hay là ở đây các cái nhà cao quá mình về ổn. Cái người ta học về không đi về. Nếu mà kiếm một thầy tận tụng cúng để đi ở đâu có dầu tạo để dưỡng nhà này, thì đầu tay lại làm con cháu á, làm cháu nậu cháu ngoại để dưỡng cái nhà. Thì tại mình không về, tại mình không muốn về. Bởi vì Phật cũng nói là sống trong thế giới nhân quả vật lý này là sống theo cái tưởng và tham của con người. Con người ta đó không, Đức Phật dạy không biết giải thoát, ông giải cách giải thoát cho không chịu, mà đòi phải cho là ông thầy này bà thầy kia kiếm này kiếm kia thì làm sao giải thoát được. Tất cả đó, khi mà chùa thiền tâm công bố ra đã theo thiền tâm rồi còn hơn thua, còn tranh giành đủ chuyện á. Đó bây giờ tôi nói thật, ở trong toàn quốc có mấy chục cái thiền tâm tâm sinh để làm cái gì, mục đích là gì? Để tiền cái danh. Chứ còn mình muốn tạo công đức dễ lắm. Về cái sách vở ra đây, em kiến thức cho người ta, ta theo, ta hiểu cái này là có công đức bao nhiêu đó rồi thôi, mình phải làm gì hết. Còn giờ mình có nhiều lên đầu các chùa cho to, để gì vậy? Tôi nói thật, cái chùa thiền tâm tôi chịu suốt dòng thiền tâm, cái chùa này là lớn nhất. Mà ở cái bằng cái nhà bếp của mấy cái chùa lớn là, nha. Thì bây giờ mình cứ căn cứ và muốn về, muốn cái sĩ số mà cao hơn thì nếu Phật dạy rồi chỉ buông tất cả những cái chuyện thế gian đi là mình về. Còn tạo công đức vì nó có ba con đường: một là mình ham muốn, hai là tạo công đức, ba là công thức trở về một giới. Thì truyền thiền bây giờ người ta đã nói rồi, khi công bố quyền kỹ ra người ta đã nói rồi, cái cách con đường trở về một giới rất tỉ mỉ trong này. Ai có được truyền thiền sẽ nghe được cái này, chứ đừng có. Bây giờ thì có nhiều người tu thiền tâm còn thấy nè chứng những gì nó chính của mấy ông thần ông bà rồi đó. Thì trả lời cô muốn về thì nên buông, đừng có hơn thua, rồi cố gắng giúp người ta bằng cách âm thầm thôi, chứ đừng có khoe khoang xe xuống mình chi. Mục đích của mình thì muốn về một giới thì những cái chuyện thế gian bỏ đi, cố gắng giúp người ta vậy thôi. Trời, cô Lan hiểu chưa? Hiểu hoài tiếp. Này con thì cũng muốn hiểu liên quan đến cái công thức giải thoát đó này. Nhưng mình không biết là có cái khó trong cái lộ trình đó. Còn ở ngoài thì con cũng hiểu là mình phải có cái cách sống là mình vô trụ với nhiều thứ. Thì con cũng hiểu như thế. Nhưng mà muốn hiểu sâu sâu về cái phần công thức, cái khó đó mà nó liên quan đến cái phần công thức. Bây giờ quyền ký đã công bố rồi, bây giờ cái quyển Trần Nhân Tông đã viết ra rồi, ông Trần Nhân Tông cũng trả lời rất nhiều cái chuyện này. Thì bây giờ tất cả những cái chuyện mà Đức Phật dạy ngày xưa, ông Trần Nhân Tông dạy ngày xưa, tôi đã không nói ra hết. Thì bây giờ nói đúng là còn mình thôi, ham là không.
bây giờ còn cái gì nữa? Giờ tất cả những người hiểu thế giới này là thế giới nhân quả vật lý, mình làm bất cứ cái gì nó phải có nhân quả. Bây giờ tôi nói là chỉ ngồi Nam Mô A Di Đà là đã bị nhân quả. Đại ta muốn gì muốn lên cho cực là ở ở đây cực quá lên trên là ở sung sướng là cái nhân quả rồi. Rồi ngồi kéo cái cảnh Bồ Thiền để làm gì muốn làm, nó làm ông thầy ông thiền sư. Thế thì nhân quả nó muốn làm thiền sư là mình phải làm thầy thiền sư rồi để thiền sư để kiếm danh với người ta ha, để kiếm lợi với người ta là nó bị dính nhân quả. Còn tất cả muốn thoát ra ngoài quy luật nhân quả luân hồi này thì phải buông hết. Mình bây giờ lỡ mang cái thân này thì mang cho chó đi, giờ quyền ký Đức Phật đã công bố ra rồi 2561 năm về trước, bây giờ mà nói nữa thì nên cố gắng theo cái này chứ đừng để thời gian ngắn nữa rồi nó không còn tồn tại. Rồi lúc đó mình đi tìm khó lắm, cũng có gặp mấy ông thầy cũng lừa không lừa nào vô đây cúng cho nhiều thì thầy giúp cho giải thoát, tụng cho nhiều giúp giải thoát, xe cho ông lừa cũng lừa mình. Và bây giờ công bố quyền ký ra thì Đức Phật đã dạy rồi, cái gì là trong quy luật vật lý này thì gì luôn hầu hết. Còn muốn khỏi ra ngoài tìm con đường đi ra là cái công thức người ta đã công bố rồi trong cái bài chương trình 25 ta đã nói rồi là còn chuyện tạo công đức thì mình cố gắng ta tạo đủ điều kiện cho mình, chứ tất cả những sách vở viết rằng là bán ta lấy bản quyền, còn chùa thì ta có nhiều không bản quyền ta tặng cho luôn. Và cái này là cái quý vô cùng, chứ không phải đâu. Nếu đó, tất cả những vị mà đã tu mấy chục năm rồi không biết cái này mà bây giờ xin lỗi đọc có mấy quyển sách mà đã biết đường về thì đây là rất quý. Mình phải mong phải cố gắng theo dõi cái này. Chứ bây giờ bởi vậy nó thật đó, 10.000 năm, 7.000 năm một thời ra đời, 2.700 năm sau mới dạy này. Mà dạy cái này là đến thời kỳ đã bắt đầu hủy diệt mới dạy cái này. Thì nên nhớ rằng mình học xong qua lâu thì bây giờ tới thời kỳ này mình nên học cơ thủ này, nó bắt mình làm cái gì đâu, bắt mình đâu ha, cơ gõ mỏ tụng kinh cầu thiền về bệnh và mình chỉ biết ba cái phần ham muốn về biết tạo công đức và biết công thức đi, thì cái này quá đơn giản. Bây giờ thôi thì trả lời cô vậy thì ta bắt cô cứ hỏi tiếp. Con này con hứa con hỏi dùm cho người. Thì cái vị này mới hỏi là ví dụ như cái vị mà tu thiền tông đó mà với cái tâm không trong sáng, có nghĩa là dính với nhiều cái vấn đề mà thầy đó có thể đi dọc đường qua báo đó. Thì cái vị này nếu như mà có công đức thì có thể về được Phật giới hay không? Nếu mà theo quy luật á, cái quy luật nhân quả luân hồi, nếu mà chủ ác muốn về Phật giới cho được, là gì về Phật giới là cái ác đức là những cái bóng tối, về Phật giới là ánh sáng, dù có tối cỡ nào mà muốn về có ánh sáng chiếu vào Phật giới điều kiện, mình phải có công đức mới làm được cái này. Còn nếu tối ngày cái ác đức không thì thôi khỏi về. Bây giờ cúng đi cho cúng 100 một tháng 100 cúng 100 cái chùa hoàn toàn không về được. Nên nhớ một điều phải tạo từ, bởi vì một đời người đạo nắm ba công đức thôi mà quyết chí thì về được. Vì khi mà mình có công đức rồi đã dị quyền dị thần quản lý tánh Phật của mình á, ông không giáo định rằng có nghĩa là công đức càng nhiều cái lực nó càng dư, nhưng càng dư thì cái vị thần không giáo định rằng thì mình muốn tự tại đi ra dẫu ác đến con dây ở đầu cũng được, nhưng mà khi đã buông rồi thì mình về được. Nên nhớ một điều đó, chứ đừng có mong người nói tôi làm ác này kia này tôi có công đức ấy, nhưng mà phải hiểu nguyên tắc đó. Thì bây giờ bởi vì trong cái cốt chuyện mà Đức Phật dạy là một tay đồ tể buông đau thành Phật, cái tay nó giết bao nhiêu người, giết cả trăm người chết đâu mà ông Đức Phật độ ông giải thoát được. Thì bây giờ ở đây trước kia mình không hiểu, bây giờ mình biết rồi, bây giờ chùa thì tâm tinh diệu công bố cái quyền ký này ra, nói bằng cái chân thật tôi bảo đảm là cả thế giới không ai biết cái này. Tìm đi, tìm hết trong nước đi, rồi anh có mua cho bằng tiến sĩ anh không biết cái này, nó thật
Thầy là Đức Phật giáo dạy truyền đến thiền đồng thiền thông đã nói rất rõ. Và 26 cái câu mà công bố vị ký, nó đúng ra thì nó tới 40 câu, nhưng mà cũng không mơ đi mới công bố 26 câu. Nó tới 40 câu, chưa có hết đâu. Nhưng mà cái này thì không nói được, công khai được. Mà nói cho từng người, từng trường hợp, mọi người đồng gan tôi nói cái này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Con muốn hỏi gì hỏi lên hỏi chứ để cậu ba với cậu Hạnh con hỏi lên hỏi rồi ai vừa ấy hỏi cái đưa tay ai đưa tay trước lên trước con từ khi mà con được chỉ bản con mua cổ sách 11 quyển về thu nhập các môn thiền tâm này thì con đã quyết định đời này kiếp này con đi theo cái các môn thiền thanh tịnh này. Thế nhưng mà con muốn hỏi thầy là ví dụ như là bây giờ mà con mà giả sử như mà con có vô phúc mà lại quyết định tu theo các môn này rồi nhưng mà lại chưa có sức kệ ra được. Thế thì mà con đọc ở trong sách ấy thì thấy rằng là các môn thiền thanh tịnh này chỉ ở nước mình một thời gian nữa thôi rồi sẽ phổ biến đi Nam Châu. Thì nếu mà dòng thiền mà đi nơi khác mà con chưa xuất kệ được thì phải làm sao? Biết cũng có hỏi là chỗ chưa có làm bài kệ để mà vô biết mặt được, nhưng mà lỡ cái dòng thiền đi nơi khác thì làm sao? Nếu mà chưa làm kệ được dòng thiền đi nơi khác thì đỡ, đợi có làm sao? Ông ai vậy? Ông ai nhặt ra 7.000 năm sau, 8.000 năm. Nắm vào năm sau sẽ đỡ. Bây giờ biết sao rồi. Còn muốn mà làm kệ đó thì bây giờ đi nên về xem tất cả lấy 30 mấy của kệ của ông tổ đó cứ nghe. Ông ơi giúp cho tôi. Cô phải đề một cái đề môn gì đó ha. Đề nghị tổ giúp chắc chắn tôi là bây giờ mà không có quyết chí nghe cái bài kệ của ông tổ. Cái đồng thời nghe rồi cô phải đưa cái đề tài ra ha, muốn về một giới gì thì đưa ra thì tự nhiên nên nhớ là cứ nghe hoài bảo đảm nó sẽ chạy cái bằng mùa thì nó sẽ chạy. Đó là cái bí mật của cái giới đồng là tạo được thiền hành. Còn theo quan thì hỏi quan thì con đọc rồi thì đôi khi là nếu mà con làm thì con cũng xuất được tệ rồi, phải được cỡ hơn chục tôn hay hoặc là gần 20 tôn. Mà con nghĩ rằng là cái đấy có khi là cái tâm vật lý của con nên là con cứ đọc theo như là 36 vị tổ quyển 8 thì là tự dưng mà cái tâm thân mình tự dưng mất xong rồi mới trôi được kệ ra một loạt, cho nên là con không biết là như thế nào là cái kệ mà con đọc mà con hiểu ra như vậy thì có phải là kệ vật lý không hay con không dám làm. Con cứ chờ rằng là khi nào mà mình được thân tâm mất như vậy xong mình trôi ra một loạt là các tô vệ chứ không cần gì rồi mình ghi vào sau, chứ không như nó tỏ là tự dưng nó tỏ là đúng là nó tỏ đọc luôn chứ không có cần gì là phải ghi ra. Đấy, con nghĩ như vậy nên là con không có dám tin tưởng vào nên con không có làm. Cái cung cổ là thường là trong cái cuốn số 8 đó là mấy vị tổ đó, là vị tổ này nói vị tổ kia thì tổ ra lại liền, còn cổ là lâu lâu mới ra được một chút thì nó như vậy nó đúng không? Ra được câu nào ghi rồi đây nên nhớ rằng ghi ta đâu có bắt buộc mình ghi nào cả năm đâu, 12 câu là được rồi. Ra câu nào ghi câu đấy rồi dần dần nó hết dịch nó chạy ra. Có nhiều người ở trong này là có nhiều vị trong cái quyển số 6 vậy người ra cận 5-6 năm cộng mà nó không chừng khi nó bắt đầu nó dịch nó ra rồi thì nó nhớ vừa ra thì ghi liền trong 12 giờ đêm cũng phải thức dậy ghi ha. Rồi dần dần nó sẽ đạt được cái này rất dễ, bởi vì ngày xưa tổ Phật cũng không có ép mình làm tới mấy chục câu 12 câu nhưng mà nói lên được cái sự sâu màu của cái pháp môn thiền tâm này thì rất dễ chứ đâu có gì. Có nghĩa là người ta mở tối đa rồi bây giờ cái quyển số 6 của mấy trăm người người ta thì bắt chước theo đó, mấy ông tổ ba mấy ông tổ mỗi ông đều có phát ra, nhưng mà mục đích á mình phải có cái
có cái chủ đề mình nói trước đi rồi nó chạy theo từ chủ đề để trở về đi. Cố gắng thôi mình, nếu quý ông chí chắc chắn được. Ông tập ông đồng tổ Việt Nam không biết chữ mà vừa nói ông cũng nói được 20 câu thì mình cũng cố gắng đi. Chắc mình giỏi ở đó, mình biết chữ ai cũng biết chữ nhiều hơn. Không lẽ 12 câu là không được. Vậy đó. Con này cứ sợ rằng là mình ghép như vậy thì mỗi lúc một ít thì không phải là đấy là cái tâm vật lý của mình, chứ không phải là cái tâm thanh tịnh. Bây giờ tâm nhận lý thanh tịnh tôi không biết, nhưng mà nói được cái cốt tủy cái thiền tâm, chứ đừng có nói đây nhận lý để thanh tịnh, đừng có nói đâu. Mà làm sao nói được cái cốt tủy này? Thứ nhất, học được cái này, ăn luôn cái bài kiến giải. Cái bài kiến giải của cô có làm cái bài kệ, nhưng mà bài kiến giải cô làm rất hay. Thì ban kiểm thiền ta sẽ tập trọng, anh nên nhớ rồi. Phải xúc tích trong cái vấn đề thiền tâm này bằng kiến giải để mình hiểu biết được, mình hiểu sao mình nói vậy, chứ không phải qua què. Ta không cần là cái dưỡng văn hay chữ tốt đâu, nhưng mà ta lấy được chấm thiền này là ta chấm về cái sâu một của thiền tâm, có hiểu như thế nào đó. Dạ con cảm ơn thầy. Thấy cái xe, hai cái xe thì tên người,
tham đó, thấy cái nhà cũng vậy, thấy cái gì cũng vậy, nó dính. Cái này nó đơn giản. Rồi câu hỏi tiếp đi. Vâng, câu hỏi ý thứ hai là cái thời gian mà tiếp theo để nó bị bệnh thì là bao lâu, tiếp theo bao lâu? Thời gian mà cái đất bị bệnh sắp tới thì trong khoảng bao lâu nữa? Thời gian mà cái đất bị bệnh sắp tới là còn bao lâu nữa? Nó hỏi anh xa giúp cho tôi biết được. Nhưng mà ông Phật cũng nói là chu kỳ thành đủ của trái đất là 10.000 năm. 10.000 năm nó bị bệnh một lần. Mà trái đất này hiện giờ là 7 tỷ năm rồi. Mà 10 tỷ năm cái đất nó bị hủy diệt. Nhưng mà mình thì nó đúng ra cái pháp môn này. Bởi vì nên nhớ một điều á, con biết là Thích Ca thành Phật thứ mấy ở trên trái đất này không? Nên nhớ nè, trái đất đầu tiên, trái đất này được hình thành ban bởi trời Thiên Dương tạo ra năm khi mà sự sống con người nó ổn định 7.000 năm trần, chư Phật quay âm dương thành Phật ở cái đất này, cũng là lúc ông Thích Ca nhào vô đây luôn. Mà ông quay, ông đi theo cái đất quay là 7.800.000.000 năm. Mà cứ 10.000 năm một vị Phật ra đời thì con tính ra ông Thích Ca thành Phật từ cắt từ ông quay âm dương cho đến ông Thích Ca là bao nhiêu lần Phật? 7.966 Phật. Ông Thích Ca thành Phật từ đó. Mà trong những cái quyển sách tôi nói, tôi nói ngược qua lại con 28 rồi. Chứ đúng là nếu mà tới ông từ ông quay âm dương cho tới ông Thích Ca này là 7.900 vị Phật chúng ta biết được. Rồi bây giờ còn cái chuyện mà mình lo cho để thoát đi, chứ đừng có lo cái chuyện trái đất cho mình hay là nó bị tàn lạc để đó. Mình lo mình chạy thoát khỏi thì thoát khỏi cái quy luật này đi. Dạ con có hỏi là bị bệnh sắp tới, chứ còn đi phần tăng giả thì nó xa quá, con không quan tâm về đấy lắm mà. Còn mình bị bệnh sắp tới. Cái thời điểm của cái giáo pháp ca tới 10 năm. Bây giờ cái căn cứ vào cái này không biết bao nhiêu năm thì công thức lấy máy tính là con tính. Đức Phật không nói là khi mà Như Lai dạy ra đời để dạy đạo thì 3.000 năm trái đất bị hủy diệt. Mà bây giờ bao nhiêu rồi? Bây giờ 2.561 trừ 3.000 coi ra còn bao nhiêu? Còn cái chuyện đó, ông nói là cái đất này á, quy diệt sớm không là do cái quyền bí này đi ra. Quyền bí này mà đi ra, tất cả người ta nhận được thì cái đất này nó sẽ kéo xuống 3.000 năm. Còn không, nó chết lúc nào không biết. Nó uống thuốc tự tử lúc nào không biết ra. Thì bây giờ con là 3.000 năm trừ 2.561 năm là gì? Rồi từ đây cho tới khi mà con bố quyền bí này, tới đó thì cái đất nó bị quy diệt lúc nào là do các con người. Bây giờ nói thật, mấy ông lãnh đạo thế giới mà biết cái này thì tự nhiên ông hốt lại đi. Ấm nắng nữa, ảnh nói tôi đừng...